Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi như đã hứa với các bạn, tôi sẽ test chiếc máy phát điện Husqvarna H3600E này cho các bạn xem. Thì đầu tiên thì các bạn cần đấu jack cắm của kích điện và sau đó thì đấu vào trong ổ jack. Tiếp theo thì các bạn lưu ý là châm xăng vào bình nhiên liệu và châm đủ nhớt vào trong bình nhớt. Nếu mà không đủ nhớt thì máy sẽ không hoạt động được. Và bây giờ thì tôi sẽ test chiếc máy này bằng phương pháp là đề nổ. Vâng, sau khi các bạn đề nổ xong thì các bạn đồng hồ hiển thị điện áp sẽ hiển thị lên cho các bạn. Các bạn để khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi cho máy chạy ổn định. Sau đó thì các bạn bật công tắc của nguồn điện xoay chiều lên. Khi các bạn bật công tắc nguồn điện xoay chiều lên thì trên ấy sẽ báo đèn sáng và chúng ta có thể dùng cung cấp nguồn điện được. Đối với chiếc máy H3600E này, hôm nay tôi sẽ cung cấp nguồn điện cho máy nén khí 0.5HB và của bộ máy khoan 850W và 650W. Bây giờ tôi sẽ test chiếc máy nén khí này cho các bạn xem. Sau khi cắm máy nén khí vào thì hệ thống điều chỉnh áp tự động AVR sẽ tăng áp lên để cho chạy máy nén khí. Và bên này tôi sẽ test chiếc khoan của Husqvarna 550W. Đây là chiếc khoan bánh gỗ. Tiếp theo thì tôi sẽ đổi mũi khoan để khoan gỗ cho các bạn xem. Tôi sẽ tắt nguồn điện TV của nguồn điện 220V và tắt máy. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng và test chiếc máy phát điện Husqvarna H3600E này cho các bạn xem. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.